Cô Lan xin chào tất cả các bạn nhỏ trường mầm non quốc tế Houston. Thời gian nghỉ dịch thật là dài, chắc hẳn các con rất nhớ trường, nhớ lớp, nhớ thầy cô và nhớ các bạn phải không nào? Cô Lan rất vui khi được gặp lại các con trong video ngày hôm nay. Trong cuộc sống của chúng ta có rất nhiều điều kỳ lạ mà chúng ta luôn luôn muốn được khám phá và tìm hiểu. Hôm nay cô Lan có một thí nghiệm vô cùng hấp dẫn dành tặng cho các con để các con vui học ở nhà trong những ngày nghỉ dịch đấy. Đó chính là thí nghiệm lốc xoáy kỳ diệu. Để làm được thí nghiệm cần chuẩn bị những nguyên liệu sau: bình thủy tinh, chai nước lọc, hạt kim tuyến, màu nước pha sẵn và một thứ không thể thiếu, đó chính là nước rửa bát. Bây giờ các con cùng quan sát cô Lan thực hiện thí nghiệm lốc xoáy kỳ diệu nhé. Đầu tiên cô Lan sẽ lấy nước lọc đổ vào bình. Sau đó, cô Lan lấy màu nước cho vào trong bình thủy tinh. Cô Lan cho nước màu xanh đã pha sẵn. Chúng mình có thể dùng các màu thực phẩm màu khác nhau cho thật đẹp nhé. Tiếp theo, cô Lan sẽ cho những hạt kim tuyến vào. Sau đó, cô Lan sẽ nhỏ dầu rửa bát vào. Bây giờ chúng mình cùng quan sát xem hiện tượng gì xảy ra nhé. Wow, các con có quan sát thấy có hiện tượng mưa kim tuyến không? Đố các bạn biết sao lại có hiện tượng đấy xảy ra nhỉ? À, đó chính là nước rửa bát nặng hơn nước nên khi cho vào sẽ bị rơi xuống đáy và kéo theo những hạt kim tuyến tạo lên cơn mưa kim tuyến đấy các con ạ. Tiếp theo, cô Lan sẽ nắp bình thủy tinh lại và lắc thật mạnh. Các con cùng quan sát xem hiện tượng gì xảy ra nhé. Đó chính là lốc xoáy đấy con ạ. Cô làm lại cho con nhìn rõ hơn nhé. Nhìn rõ chưa? Wow, lốc xoáy trong da thật đẹp phải không nào? Các con có biết vì sao lại xuất hiện hiện tượng lốc xoáy trong bình thủy tinh không? À, đó là vì khi cô quay bình thủy tinh thì phần chất lỏng ở bên ngoài xoay trước phần chất lỏng ở bên trong. Khi cô dừng lại thì chất lỏng ở bên ngoài dừng lại trước, phần chất lỏng ở bên trong vẫn tiếp tục xoay. Chính vì vậy mới xuất hiện hiện tượng lốc xoáy đấy các con ạ. Như vậy, cô đã làm xong thí nghiệm lốc xoáy kỳ diệu rồi. Cô hy vọng các con sẽ tạo ra thật nhiều lốc xoáy với nhiều màu sắc khác nhau nhé. Cô chúc các con thành công. Cô xin chào tạm biệt các con.
Và hẹn gặp lại các con ở video ngày hôm sau. Xin chào.